Vâng, kênh Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, Thuận An, Thủ Đức. Kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình ba căn nhà phố vừa mới được xây dựng xong nha quý anh chị nha. Đó chính là ba căn nhà này, được xây dựng một trệt và ba tầng lầu nha quý anh chị nha. Đúc 4 tấm kiên cố, nhà hoàn công đầy đủ. Rồi, vị trí của nhà mình nha quý anh chị, ba căn nhà này nằm trên mặt tiền của một con đường. Con đường này thì nó có lộ giới lên tới 14 mét nha quý anh chị nha, bao gồm cả vỉa hè. Đây là quý anh chị, đường này là đường trục chính của dự án Phú Hồng Thịnh 9 nha quý anh chị nha. Đây này, đường này là đường trục chính nha quý anh chị nha. Cái cổng là ở phía trước đấy quý anh chị. Đường này có lộ giới 14 mét, bao gồm cả vỉa hè, điện âm nước máy, một khu dân cư rất là đẳng cấp. Có vị trí tại phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị nha. Nằm trên đường trục chính của dự án Phú Hồng Thịnh 9. Dự án này rất là gần với đường quốc lộ 1K này, gần với làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, về thành phố Thủ Đức cũng rất là gần nè quý anh chị. Và gần với đường quốc lộ 1K ha, đi Bixi, trung tâm hành chính Di An cũng rất là thuận tiện. Và ngày hôm nay thì em Hải sẽ chia sẻ tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình gồm 3 căn nhà nha quý anh chị nha. 3 căn nhà, 3 căn này xây mới hoàn toàn, một trệt 3 tầng lầu, đúc 4 tấm, xây dựng mới nha quý anh chị nha. Nhà hoàn công đầy đủ. Cả 3 căn này thì đều đang được chào bán luôn nha quý anh chị. Mức giá chào bán của mỗi căn là 5,5 tỷ cho một căn. Giá này còn thương lượng chính chủ, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho toàn thể quý anh chị mình nếu như mình có nhu cầu vay vốn ngân hàng. Rồi bây giờ em sẽ đi vào chi tiết hơn về 3 căn nhà này cho quý anh chị mình cùng tham khảo. Nhà của mình thì được xây dựng theo hơi hướng hiện đại nè quý anh chị, nhìn rất là đẹp ha. Nhà của mình thì nó có hướng đông nam, hướng rất là mát mẻ, rất là phù hợp với anh chị nào có cung mệnh đông tứ trạch nha quý anh chị nha. Cả 3 căn luôn ha. Tổng diện tích đất của cả 3 căn này là 68m², thổ cư 100%, ngang 4m và chiều sâu là 18m nha quý anh chị nha. Rồi em sẽ di chuyển vào bên trong, em quay chi tiết hơn về căn nhà này. Nhà của mình thì ở phía ngoài nè quý anh chị, có hai lớp cửa, một lớp cửa sắt kiên cố ở phía ngoài màu đen, và ở phía trong là một lớp cửa nhôm kính sinh pha, kính cường lực nha quý anh chị nha. Đây ạ, ngang 4 và dài 18 nha quý anh chị nha. Ngang 4 và dài 17 nha quý anh chị nha. Công năng sử dụng của nhà mình gồm một khu vực phòng khách rất là rộng này quý anh chị này. Một khu vực phòng khách, một khu vực phòng bếp và có 6 nhà vệ sinh. 6 nhà vệ sinh quý anh chị ơi. 5 phòng ngủ, một phòng thờ, có một sân ở phía sau. Đấy, nhà của mình có số lượng phòng ngủ rất là nhiều nha quý anh chị nha. Có tới 5 phòng ngủ lận. Rồi bây giờ em mời anh chị mình di chuyển vào bên trong. Khu vực phòng khách của mình thì được ốp bằng gạch khổ 80x80 nè quý anh chị. Phòng khách này thì nó có chiều dài khoảng hơn 6m nha quý anh chị nha. 8 viên gạch khổ 80 thì nó khoảng hơn 6m. Hai bên tường nè quý anh chị, hai bên tường thì được ốp giả gỗ ha, lên khoảng 1m2. Hai bên thì có những cái khung tranh bằng gỗ nha quý anh chị nha, gỗ sồi rất là lớn ha. Đây khu vực phòng khách của nhà mình ở trên đóng trần thạch cao, rất là đẹp nha quý anh chị nha. Nhà của mình chủ đạo vẫn là màu trắng đấy, rất là sáng. Rồi bây giờ mời anh chị mình cùng di chuyển vào bên trong. Đây là khu vực tủ để mình để tủ tivi ha, tủ tivi nha quý anh chị nha. Ở phía trong này là khu vực nhà ăn của mình. Khu vực nhà ăn là một khu vực cũng tương đối là rộng đấy quý anh chị. Khu vực này mình để bàn ăn 6 ghế đến 8 ghế thoải mái nha quý anh chị nha. Một khu vực nhà ăn rất là rộng này. Còn phía bên đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của mình nè quý anh chị, có labo bồn cầu gương soi đầy đủ ha. Đây là nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt của mình. Khu vực phòng bếp này tương đối rộng đấy quý anh chị. Ở khu vực tủ bếp thì được làm bằng gỗ sồi nè quý anh chị. Tủ trên, tủ dưới làm bằng gỗ sồi ha. Rồi, phía sau này quý anh chị này, phía sau này sẽ là một lối thoát hiểm, một cái khu vực sân sau. Sân sau này thì có bề rộng khoảng 1m nha quý anh chị nha. Đây, để sau này mình có thể để máy giặt đồ ha. Để sau này dựng khung sắt và lợp tôn đầy đủ nha quý anh chị nha. Rồi, bây giờ mời anh chị mình cùng di chuyển lên trên khu vực tầng lầu của căn nhà mình. Nhà mình có 3 tầng lầu đấy quý anh chị. Em sẽ di chuyển lên, em quay lần lượt cho quý anh chị mình xem luôn nha. Khu vực cầu thang rồi quý anh chị. Cầu thang của nhà mình thì tay vịn và trụ cầu thang thì làm bằng gỗ căm xe ha, và kính cường lực. Mặt cầu thang thì được làm bằng đá tự nhiên, đá đen rừng nha quý anh chị nha. Rồi, em đang dần di chuyển lên khu vực lầu 1 của nhà mình. Khu vực lầu 1 thì sẽ có
hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh ở bên trong nha quý anh chị nha. Tất cả các cái cửa phòng ngủ nhà mình nha quý anh chị làm bằng gỗ sồi hết nha. Đấy, gỗ tự nhiên rất là ok đấy quý anh chị. Đây, phòng ngủ số 1, phòng ngủ ở phía sau có nhà vệ sinh bên trong luôn này quý anh chị. Labo bồn cầu gương soi đầy đủ nha quý anh chị nha. Ở phía trong kia là có một cái vách tắm đứng ha. Rồi, không gian phòng ngủ số 1 ở trên lầu 1, phòng ngủ ở phía sau. Nhà mình ở phía sau có lối thoát hiểm 1 mét, nên là tất cả những cái phòng ngủ ở phía sau đều có cửa sổ này quý anh chị. Rồi, mời anh chị mình di chuyển phòng ngủ thứ 2 ở trên lầu 1. Phòng ngủ ở phía trước cũng có nhà vệ sinh ở bên trong, labo bồn cầu gương soi và có một vách tắm đứng nha quý anh chị nhé. Đầy đủ ha. Phòng ngủ này thì tương đối rộng này quý anh chị. Phòng ngủ này ở phía trước, thứ nhất là nó thoáng hơn và thứ hai nó rất là rộng. Phòng ngủ này rộng lắm nha quý anh chị nhé. Đây ạ. Đây là phòng ngủ rộng nhất của nhà mình ấy. Hai phòng ngủ ở phía trước rất là rộng. Rồi, em sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của nhà mình. Ở trên lầu 2 nó cũng giống như lầu 1 nha quý anh chị nhé. Sẽ có hai nhà vệ sinh và hai phòng ngủ ở bên trong. Ở nhà của mình có tới 5 phòng ngủ lận. Số lượng phòng ngủ rất là nhiều đấy anh chị. Đây, đây là khu vực phòng ngủ trên lầu 2. Trên lầu 2 của nhà mình này quý anh chị này. Nó giống như lầu 1 nha. Nhà vệ sinh cũng giống này. Và khu vực phòng ngủ cũng vậy luôn ha. Ở phòng ngủ của mình thì lát bằng gạch giả gỗ ha. Rồi, tiếp tới phòng ngủ thứ tư. Phòng ngủ thứ tư, đây là phòng ngủ trên lầu 2, phòng ngủ ở phía trước. Labo bồn cầu gương soi và một vách tắm đứng đầy đủ. Rồi, phòng ngủ này cũng rất là rộng này quý anh chị này. Hai phòng ngủ ở phía trước rất là rộng nha quý anh chị nha. Tất cả đều dán bằng gạch giả gỗ ha. Đấy. Rồi, mời anh chị mình nản lại một xíu nữa ha. Mình sẽ di chuyển lên trên khu vực lầu 3 của nhà mình. Nhà của mình có 3 lầu, 1 trệt 3 lầu anh chị ơi. Đúc 4 tấm kiên cố nha quý anh chị nha. Đây khu vực giếng trời ở phía dưới cầu thang là quý anh chị này. Khu vực lấy sáng cho nhà mình ha. Đây, sau này sẽ có một phòng ngủ nữa này anh chị. Phòng ngủ này thì nhà vệ sinh để ở phía ngoài nha quý anh chị nha. Nhà vệ sinh này thì không có vách tắm đứng đâu. Nhà vệ sinh để ở ngoài. Đây là phòng ngủ thứ 5. Nhà mình có 5 phòng ngủ. 5 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, 1 nhà ăn, 6 nhà vệ sinh. Chính xác là 6 nhà vệ sinh nha quý anh chị nha. Đây là phòng thờ phía trước nè quý anh chị này. Rồi, ở phía trước này sẽ có một cái sân thượng nha quý anh chị nha. Sân thượng ở phía trước. Em quay luôn cho anh chị mình xem nha. Đây, đây là sân thượng phía trước của nhà mình nè quý anh chị. Rồi ạ. Nhà của mình thì có hướng đông nam mát mẻ nha quý anh chị nha. Rất phù hợp với anh chị nào có cung mệnh đông tứ trạch ạ. Rồi để em quay một số hình ảnh ở trong cái khu dân cư Phú Hồng Thịnh tại thành phố Di An này cho quý anh chị mình xem này. Đây, trục đường mà phía trước anh chị đang nhìn thấy là đường N1 nha. Còn cái căn nhà của mình là nó nằm trên đường trục chính, đường D1 đây nè quý anh chị này. Đường này nó 14 mét, đâm thẳng ra ngoài kia là đường DT743 nha quý anh chị nha. Ra đó mình quẹo tay trái, quẹo tay phải là lên quốc lộ 1K khoảng 200 mét thôi, rất là gần. Xung quanh đây tiện ích đầy đủ, nằm trong một khu dân cư rất là đẳng cấp, rất là đẹp, rất đáng để cho quý anh chị mình về để ở nha quý anh chị nha. Rồi ạ, em xin nhắc lại mức giá của căn nhà này đang được chào bán giá chính chủ nha anh chị nha. 5,5 tỷ cho một căn. Ở đây bên em có 3 căn. Ngoài 3 căn này ra thì bên em vẫn đang còn những căn nhà khác ở trong khu này. Thì nếu mà anh chị mình yêu thích căn nhà này hoặc những căn nhà khác ở trong khu Phú Hưng Thịnh này hoặc đất nền thì hãy liên hệ trực tiếp cho bên em. Bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình xem nhà, xem đất đầy đủ nha quý anh chị nha. Rồi ạ. Một lần nữa thì em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị mình.
trong những video tiếp theo của bên em.